Bà Rịa Vũng Tàu va chạm xe đầu kéo, tài xế ô tô tử vong. Khởi tố một phụ nữ cắt phá vườn sầu riêng của người khác vì mâu thuẫn mua bán đất. Cháy xe đầu kéo ở khu vực đèo Chuối. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, đơn vị đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, ô tô chưa rõ biển số. Do người đàn ông cầm lái chạy trên đường Hội Bài, Phước Tân, theo hướng từ xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ra quốc lộ 51, đến khu vực gần núi Nhọn, ô tô xảy ra va chạm vào bên trái phía sau xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến ô tô biến dạng, tài xế tử vong trong cabin, riêng xe đầu kéo bánh sau xe bị nổ, cabin ô tô hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, tại huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu cũng xảy ra vụ tai nạn, khiến ô tô 7 chỗ nát vụn, tài xế tử vong. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 8, xe đầu kéo biển kiểm soát 72H001XX do tài xế Trần Thanh Phờ, ngụ Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kéo semi rơ móc biển kiểm soát 72R022XX chạy trên tỉnh lộ 765 theo hướng từ Đồng Nai sang Bà Rịa Vũng Tàu. Đến km 25+300 đường 765 thuộc thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 72A67806 chưa rõ tài xế, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng, tài xế tử vong tại chỗ sau khi văng ra khỏi ghế lái, cách hiện trường vài chục mét. Tại hiện trường, ô tô nát vụn phần đầu, kính chắn vỡ vụn, mảnh vỡ rơi tung tóe khắp đường. Ngày 22 tháng 8, nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búc, Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thâm, sinh năm 1956, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búc, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 5, anh Nguyễn Văn Nhờ, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búc, phát hiện vườn sầu riêng của gia đình mình bị cắt bỏ 368 quả sầu riêng non nên đã trình báo cơ quan chức năng. Và cuộc xác minh, Công an huyện Krông Búc xác định đối tượng gây ra vụ việc là Huỳnh Thị Thâm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua bán đất rẫy với ông Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1956, cùng trú xã Ea Sin, bố ruột anh Nhờ. Do đó lợi dụng lúc trời tối, thời tiết mưa to, vườn sầu riêng của gia đình anh Nhờ không có người qua lại, đối tượng Thâm đã dùng liềm cắt bỏ quả sầu riêng non. Tổng giá trị thiệt hại là 41 triệu đồng. Như đã đưa tin, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 trên đèo Chuối thuộc địa phận thị trấn Madawui, huyện Đạ Oai. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92C13428 do tài xế Vũ Anh Hậu, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe lưu thông đến giữa đèo Chuối, thì người đi đường phát hiện ngọn lửa bốc cháy dưới gầm cabin nên đã hô hoán thông báo cho tài xế mở cửa tháo chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ đầu xe. Tài xế và nhiều người đi đường đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Lâm Đồng, đóng tại huyện Đà Tẻ, đã điều xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madagui và công an huyện Đà Oai cũng đã có mặt tham gia chữa cháy và điều tiết giao thông. Khoảng 15 phút sau khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan ra thân xe. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Thị Hương với danh xưng cô đồng bồ câu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong phiên tòa, thay vì ăn năn hối lỗi, bị cáo này luôn mỉm cười và tỏ thái độ có phần thách thức lại, càng khiến dư luận có phần bức xúc. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Bị cáo Trương Thị Hương được dẫn giải đến tòa với thần thái và sức khỏe tốt. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tại chỗ ở của Trương Thị Hương ở Nam Hà, Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, Hương đã lợi dụng mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn Tê, 34 tuổi ở Kinh Môn, để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói, chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Hương nói với vợ chồng anh Tê là bố đẻ anh Tê có hạn nặng. Anh Tê cần phải làm lễ dâng sao giải hạn, tiễn mã, di cung đổi mệnh, mở cung tài. Nếu không làm thì bố anh Tê sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ ra đi hết. Hương nói số tiền làm lễ hết 22,5 triệu đồng. Vợ chồng anh Tê tin lời Hương nên đồng ý. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh Tê chuyển khoản cho Hương số tiền 22,5 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Hương làm lễ cho anh Tê tại điện nhà Hương. Trong quá trình làm lễ, Hương yêu cầu anh Tê phải đến đền Cô Chín tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm lễ tiện mã. Tối 21 tháng 2 năm 2022, anh Tê đến nhà Hương, kết nối điện thoại cho Hương nói chuyện với bà Trịnh Thị Hát, 54 tuổi ở tỉnh Hà Nam, là mẹ vợ của anh Tê. Qua nói chuyện điện thoại, Hương phán bà Hát kinh doanh bất động sản, tương lai sẽ mua nhiều đất. Hướng nhà không tốt. Người con thứ hai của bà Hát, chị Lê Thị Tê, 32 tuổi, có duyên âm nên chưa lấy được chồng. Muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm. Yêu cầu gia đình gửi cho Hương một chiếc áo của chị Tê để làm lễ cắt duyên âm. Bà Hát tin lời nên bảo anh Tê đưa cho Hương số tiền 4 triệu đồng, nhờ Hương mua hương hoa cúng ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng tại điện nhà Hương cho bà Hát. Anh Tê chuyển khoản cho Hương 4 triệu đồng. Sau đó anh Tê và bà Hát hỏi chi phí đi lễ tại đền Cô Chín ở tỉnh Thanh Hóa, thì Hương nói Hương lo hết rồi, chỉ thêm tiền chầu cau. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, anh Tê cùng Hương đi làm lễ tại đền Cô Chín. Bà Hát không đi được nên có gửi một chiếc áo của con gái theo. Sau khi làm lễ xong, Hương bảo với anh Tê chi phí làm lễ phần của anh Tê hết 40 triệu đồng, còn của bà Hát hết 80 triệu đồng. Anh Tê không đồng ý. Hương yêu cầu anh Tê phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tê tiếp tục chuyển khoản cho Hương số tiền 40 triệu đồng. Sau đó anh gọi điện thông báo cho mẹ vợ số tiền phải trả cho Hương, nhưng bà này cũng không đồng ý trả. Sau khi tốn nhiều tiền làm lễ, anh Tê thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước. Bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, anh Tê đã làm đơn trình báo toàn bộ sự việc gửi đến công an thị xã Kinh Môn. Được biết, vợ chồng anh Tê tin lời Hương nên chuyển khoản cho Hương 2 lần tiền, tổng số tiền là 62,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Một trường hợp khác, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế X, 34 tuổi, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đi cùng mẹ là bà Vũ Thị Hát, 57 tuổi, đến nhà Hương để xem bói, xem phong thủy và xem có bán được nhà không. Hương nói với anh X và bà Hát là nhà anh Xuân đang bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Hương nói muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh X nói là không lo được số tiền 270 triệu đồng thì Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và nói sẽ cho anh X làm chủ đài. Hương khẳng định đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 anh X sẽ bán được nhà. Nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Nghe Hương hứa, anh X tin tưởng đồng ý. Hương yêu cầu anh X đặt cọc 15 triệu đồng. Anh X nhờ bà Hát chuyển khoản cho Hương số tiền 10 triệu đồng, còn bản thân đưa trực tiếp cho Hương 5 triệu đồng tiền mặt. Đến chiều ngày 7 tháng 12 năm 2022, anh X cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Minh Ca đến nhà đưa cho Hương số tiền 165 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của hai gia đình nạn nhân là 242 triệu 500 nghìn đồng. Với những hành vi này, Trương Thị Hương bị truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong suốt thời gian trước đó, bị can Trương Thị Hương còn được gọi là cô đồng Trương Hương, nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cau xem bói và câu nói đúng nhận sai cãi. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn đã phạt cô đồng Hương 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 2 điều 174 khoản 2 Bộ luật hình sự, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Công an Kinh Môn cho biết bị can Trương Thị Hương tiếp tục bị khởi tố tội danh trên trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác.
Gần đây dư luận lại một lần nữa xôn xao chia sẻ clip về một cô đồng ngửi cau ở Hà Nội. Chưa cần bổ hẳn quả cau ra như cô đồng Trương Thị Hương ở Hải Dương, cô đồng này chỉ cần đưa quả cau lên mũi ngửi là có thể nhìn thấu mọi chuyện. Trong clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem, cô đồng này chỉ cần đưa quả cau lên ngửi là có thể nhìn ra mộ phần và cảnh người tai nạn thương vong. Theo người này, vì quả cau có mùi tanh nên gần nhà người xem có đoạn rẽ xảy ra tai nạn. Ngoài những clip với nội dung như vậy, còn rất nhiều clip khác quay lại cảnh cô đồng này xem bói phán về mồ mả gia tiên, đường công danh sự nghiệp, con cái hay bệnh tật. Nhiều lần cô đồng khẳng định người đến xem bị vong theo, mộ phạm đứt long mạch, chỉ cần chi tiền cúng lễ. Tài khoản TikTok có tên là Ngờ Thờ, Thờ Pơ Lờ, được cho là của cô đồng người cau, hiện có hàng chục nghìn người theo dõi, đăng tải công khai số điện thoại. Nhiều clip có cả triệu lượt xem, thu hút lượng tương tác lớn. Trong các bài viết, khi có người đặt lịch xem, chủ tài khoản còn tương tác để lại số điện thoại, kêu gọi mọi người kết bạn Zalo để được hướng dẫn cách xem. Được biết, cô đồng người cau gây xôn xao trên mạng, tên là Thờ Thờ, hiện sống ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô nhận xem bói online và xem bói trực tiếp. Nếu muốn xem bói online thì người xem cần đặt lịch, còn xem bói người cau thì phải đến trực tiếp thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, Thạch Thất. Một người phụ nữ cho hay xem online cô chỉ xem tay, xem tướng, còn muốn xem cau thì phải đến tận nơi. Cô làm việc từ 8 giờ nhưng bận nhiều khóa lễ nên chỉ có thể xem vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 tuần sau. Cũng theo người phụ nữ này, trước khi đến người xem phải chuẩn bị hoa, quả hoặc bánh, đặc biệt là phải mua 5 lá trầu, 5 quả cau. Số trầu cau này không được cúng lễ trước ở nhà hay bất cứ đâu, nếu cúng rồi là cô không xem được. Trước đó, cô đồng bổ cau Trương Thị Hương ở Hải Dương đã gây xôn xao dư luận với khả năng xem bói bổ cau phán vanh vách đủ chuyện ma quỷ âm dương. Bà Hương sau đó đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, hiện tượng cô đồng ngửi cau này lập tức gây tranh cãi, nhiều người lo ngại đây là biển hiệu của tình trạng mê tín dị đoan và dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bổ cau ở Hải Dương trước đây. Trước tình trạng xem bói lợi dụng bói toán hành nghề mê tín dị đoan, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay, hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia dưới góc độ thần thánh đã tồn tại hàng nghìn năm qua. Theo chuyên gia văn hóa này, chưa có nghiên cứu đầy đủ xác định hành vi hầu đồng là đúng hay sai, mà tùy theo quan niệm của từng người. Tuy nhiên, với những người tự xưng là cô đồng, dùng mạng xã hội để lan truyền, quảng bá hiện tượng mê tín dị đoan thì cần xử lý theo quy định pháp luật. Vị chuyên gia nêu quan điểm hành động này khiến con người, nhất là thế hệ trẻ, mất niềm tin vào chính mình mà bấu víu vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Thậm chí mỗi lời nói của cô đồng cũng dễ đẩy con người tới bờ vực bi quan. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hưng Đông cho hay, điểm D khoản 7 điều 14 nghị định 38/2021 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính đối với việc tổ chức hoạt động mê tín dị đoan như sau. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan. Ngoài ra, nếu người đó có hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan thì có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Điểm C khoản 6 điều 20 nghị định 38/2021 NĐ-CP, đây được coi là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoảng vài năm trở lại đây, khi ghé qua quảng trường Đà Lạt, mọi người sẽ bắt gặp những chú chó Alaska rất xinh đang tạo dáng chụp ảnh cùng du khách. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những biểu cảm đáng yêu này, những chú chó phải đối mặt với sự dạy dỗ hết sức dã man. Mới đây, một loạt clip ghi lại hình ảnh những chú cún bị một nam thanh niên tác động vật lý ở khu vực nuôi nhốt lan truyền khắp mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. Theo đó, nam thanh niên này đã liên tục dùng cây gậy sắt to tấn công vào mõm, đầu, thân chú chó. Trong khi đó, chú chó bị xích trên một giá sắt, không thể chạy đi hay tránh né. Không dừng lại ở đó, thanh niên tiếp tục đổi hướng, vùng gậy tấn công thêm hàng chục nhát như trời giáng xuống đầu chú chó. Trước đó không lâu, một vài du khách cũng đã chứng kiến cảnh chú chó bị đối xử tệ khi đang đứng tại quảng trường Đà Lạt. Các chú chó ở đây không chỉ bị đứng ngoài trời cả ngày để chụp ảnh với khách, dù mệt mỏi thế nào cũng không được nghỉ ngơi, mà thậm chí còn bị người chủ tác động vật lý khi chó phản ứng lại. Qua những chia sẻ của cư dân mạng,
có thể thấy hình ảnh một chú chó đang khá mệt mỏi và tỏ thái độ không hợp tác. Người chủ lập tức dùng chân tác động, chú chó tỏ rõ sự cam chịu, sợ hãi và lại tiếp tục đứng yên tiếp khách theo mệnh lệnh của chủ. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, một làn sóng phẫn nộ xuất hiện. Mặc dù rất yêu quý những chú chó với các biểu cảm vô cùng đáng yêu, thế nhưng khắp các hội nhóm, mọi người đã đồng loạt lên tiếng và tẩy chay dịch vụ này. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên dân tình phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng dù có phản ánh thế nào thì dịch vụ này vẫn tồn tại và ngày càng mở rộng hơn. Một cư dân mạng chia sẻ rằng, các bé bị bắt đứng cả ngày để tiếp khách, đêm khuya lạnh sương xuống cũng không được nghỉ ngơi, phản ứng là sẽ bị tác động. Thật sự cạn lời với loại hình dịch vụ như thế này có thể tồn tại ở Đà Lạt. Có cách nào để chính quyền vào cuộc không? Một người khác chia sẻ với kêu gọi, bạn bè mình ơi, đi Đà Lạt xin đừng ủng hộ những dịch vụ chụp ảnh cùng chó như thế này. Những bình luận cũng cho rằng, chủ của những bé chó tại đây là những người trẻ, họ không yêu thương chó mà chỉ vì mục đích kinh doanh mà thôi. Rất nhiều người cũng bày tỏ bức xúc và đề nghị lực lượng chức năng cần có chế tài cũng như biện pháp xử lý triệt để việc tấn công cũng như đối xử không tốt với động vật liên tục tái diễn tại thành phố du lịch này. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nên chấm dứt ngay dịch vụ kinh doanh chụp ảnh với thú cưng. Trước thông tin trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc phản cảm và sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Cùng với đó, đại diện Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Đà Lạt thông tin thêm, dịch vụ cho thuê thú cưng chụp hình tại quảng trường Lâm Viên là dịch vụ tự phát của những người từ địa phương khác tới. Vị này khẳng định, trong thời gian tới sẽ kiểm tra, xử lý những trường hợp kinh doanh dịch vụ chụp hình với chó có dấu hiệu đối xử không tốt với động vật. Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền không sử dụng dịch vụ chụp hình với chó để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Vào tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 3 thanh niên liên quan việc dẫn chó ra quảng trường Lâm Viên và có hành động gây khó khăn với người dân và du khách chụp ảnh với gốc mai anh đào. Mỗi người bị phạt cùng mức tiền 1,5 triệu đồng về hành vi không đeo rõ mõm cho chó, không có người dắt khi đưa chó ra khu vực công cộng. Trước đó tại Đà Lạt, dư luận cũng đã từng xôn xao, dậy sóng khi hội quán chó mèo nổi tiếng tại đây bị review dịch vụ tệ, chủ quán lợi dụng và đối xử không tốt với thú cưng, không chăm sóc chúng chu đáo. Cụ thể bài viết chia sẻ, mình đến đây để chơi với chó và mèo. Và khi tới đây, mình thật sự khá thất vọng với một cơ sở dùng chó mèo để kinh doanh mà không hề có sự chăm sóc. Nói đúng hơn, tụi nó bị bỏ đói, lợi dụng và đối xử không tốt. Như hình thì các bạn đã thấy, poodle lông rối bết lại thành từng mảng, tụi chó hầu như không được chăm sóc hay tắm gội. Lông bết dính lại hoàn toàn dơ, bọ chết đầy mình. Thêm đó, các bé lại có triệu chứng của bệnh viêm da, thật sự rất hôi. Bước vào trong là mèo. Vào đây, mình thật sự sốc vì có 3 bé mèo màu trắng tầm 2 tháng tuổi. Tụi nhỏ còn không có sức để chơi, hầu như đứa nào cũng bệnh. Mình mong ai đó có thể giúp tụi nhỏ. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ như thế này, thật sự là một trải nghiệm vô cùng tệ khi mình tới đây. Với những lời chỉ trích, thổ cáo đối xử không tốt với chó mèo, chủ quán cà phê Đà Lạt đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình. Chủ quán cho biết, vì lượng khách ghé đến quán cà phê càng ngày càng ít, nên anh không đủ chi phí thuê thêm nhân viên. Chỉ có anh cùng bố chăm sóc 40 chú chó rồi dọn dẹp nên không thể tránh khỏi sơ suất. Đồng thời, anh cũng mong cộng đồng mạng thông cảm với điều kiện của quán. Anh cũng cho biết quán sẽ thuê nhân viên mới chăm sóc thú cưng và điều chỉnh lại thái độ phục vụ để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất khi đến đây. Không chỉ những người yêu thương động vật mà tất cả mọi người khi nhìn thấy những hình ảnh này đều cảm thấy phẫn nộ. Nhiều sau việc cũng đã lên tiếng thể hiện sự thương cảm, đồng thời bức xúc trước vụ việc chú chó Alaska bị tấn công ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo đó, ngọc nữ Tăng Thanh Hà đã thể hiện rõ sự phẫn nộ, bất bình trước hành động bạo lực của người chủ đối với những chú chó. Trên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi, Tăng Thanh Hà chia sẻ rằng cô thật sự không thể nào chịu nổi khi xem video bị đối xử tệ của các con. Thật sự đau lòng quá khi xem những hình ảnh này, xin hãy ngừng ủng hộ dịch vụ chụp ảnh với chó mèo. Được biết, đây là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà ra mặt chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội. Cô kêu gọi mọi người hâm mộ ngừng việc bỏ tiền sử dụng dịch vụ chụp ảnh cùng những chú chó, vì đây chính là hành động tiếp tay cho việc đối xử tệ với các chú chó của người chủ. Tăng Thanh Hà được biết đến là một người rất yêu thương, luôn lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật. Cô tự tay chăm sóc 2 chú chó to bên trong căn biệt thự to lớn. Đặc biệt, thú cưng của nữ diễn viên còn thường xuyên được đưa đi du lịch cùng gia đình. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc liên quan đến 2 bé chó này. Ngoài ra, ở phần thông tin ở đầu Instagram, cô cũng giới thiệu mình là mẹ của 3 nhóc tì, 2 chú chó và 1 chú gấu. Trong các clip đời thường, Tăng Thanh Hà nhiều lần để lộ cách xưng hô với thú cưng là con và mẹ.
Không chỉ riêng Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ bài viết trên trang cá nhân thể hiện sự bức xúc. Đồng thời dưới phần bình luận, người đẹp kêu gọi khán giả ngừng ủng hộ dịch vụ chụp ảnh cùng thú cưng. Võ Hoàng Yến bày tỏ, ngưng đối xử tệ với động vật, quá tàn nhẫn khi xem video clip như vậy. Đáng lên án và dẹp luôn, xem mà bức xúc, đám cún không biết mệt hay sao mà phải làm nô lệ bất chấp như vậy. Người đẹp chia sẻ thêm, đi Đà Lạt mình chụp ảnh, đồ ăn, nhiều thứ chụp lắm mọi người. Cà phê cũng nhiều chỗ có mấy em cún yêu nữa, đừng bỏ tiền chụp dịch vụ như thế này nữa, đi mua bánh tráng nướng ăn ok hơn. Ninh Dương Lan Ngọc cũng chia sẻ bài viết đăng trên trang cá nhân kêu gọi ngừng ủng hộ dịch vụ này. Sau phim Cua Lại Vợ Bầu Bộc Bạch, Ngọc xin phép được share bài này, xin đừng hành hạ các bé bằng dịch vụ như thế này, quá tội. Bên dưới bài đăng của Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh bày tỏ sự đồng tình. Nữ ca sĩ viết, cưng quá trời mà nỡ lòng nào đụng tay đụng chân lũ nhỏ. Là do Việt nổi tiếng yêu thương động vật, Châu Bùi cũng không đứng ngoài cuộc. Trên Facebook cá nhân, nữ người mẫu liên tiếp chia sẻ nhiều bài viết với nội dung quá sức khủng khiếp, đau lòng, quá sức ám ảnh, làm sao để giải cứu các em hả mọi người ơi. Tụi con ngoan yêu lắm, xin đừng làm đau chúng con. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo, gồm Lê Thanh Hải, cựu giám đốc, Trần Huy Liệu, cựu trưởng phòng tín dụng, Bùi Tuấn Anh, cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động cho vay tín dụng theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ. Trong một ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát với các luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện ngân hàng và người liên quan đã tranh luận cách tính thiệt hại, kết luận định giá tài sản, xử lý tài sản đảm bảo, thẩm quyền điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đã trình bày về một số khoản vay của ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ được tổ giám định kiểm tra và xác định hậu quả của các nhóm vay. Trên cơ sở vay vốn của các khách hàng trên, tổ giám định nhận thấy Agribank chi nhánh Cần Thơ cho các khách hàng vay tiền có một số nội dung không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước theo Tổ chức Tín dụng năm 2010, quy chế cho vay và các văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng, dẫn đến hậu quả các khoản vay không có khả năng thu hồi và những sai phạm của các bị cáo. Riêng đối với tài sản số 51 và số 12 đường Nguyễn Trãi, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xác định sau khi xử lý khoản nợ vay và lãi vay, nếu tài sản còn thừa, nộp vào ngân sách nhà nước. Liên quan đến hoạt động ngân hàng, các luật sư tranh luận tại phiên tòa cho rằng việc Viện Kiểm sát cho rằng nếu bán tài sản ra sau khi trả hết gốc và lãi, còn thừa thì tịch thu sung vào công quỹ do giao dịch này có dấu hiệu phạm tội rửa tiền là không đúng quy định. Vấn đề này luật sư cho rằng trong phạm vi xét xử theo cáo trạng, phạm vi xét xử là hành vi liên quan đến vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, không có đề cập đến nội dung truy tố rửa tiền. Theo luật sư, trong phạm vi truy tố tội nào thì xét xử tội danh đấy trong phạm vi đó. Ngoài ra, luật sư còn viện dẫn nhiều các kết quả giám định tư pháp liên quan đến tài sản đã vi phạm nghiêm trọng về hình thức và nội dung thủ tục, bởi vì cơ quan điều tra căn cứ vào kết quả giám định tài sản làm cơ sở để khởi tố và truy tố bị can. Những căn cứ trên sai luật đồng nghĩa với việc không có thiệt hại xảy ra, dẫn đến không có hành vi phạm tội. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo bàn bạc thống nhất với nhau để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, luật sư cho rằng lời khai của các bị cáo Nhân, Hải, Liệu tại tòa cho phép rằng họ không bàn bạc, không nhất trí việc nâng khống. Luật sư cho rằng cơ quan tố tụng làm ngược Điều 30 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Đối với tội danh này, phải có thiệt hại mới cấu thành được tội phạm. Muốn xác định được thiệt hại thì phải giải quyết các tài sản đảm bảo liên quan đến dự án. Nếu có thiếu hụt mới kết luận thiệt hại. Vụ án này làm ngược, quy trách nhiệm trước rồi mới xác định thiệt hại sau. Quan điểm luật sư, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chưa được giải quyết nên chưa xác định được thiệt hại, chưa đủ điều kiện truy tố bị cáo theo tội vi phạm quy định cho vay theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cho rằng hành vi của bị cáo Nhân có thể vi phạm nhưng không cấu thành tội phạm hình sự. Tất cả bằng chứng là các kết luận giám định giá tài sản dùng để kết luận thiệt hại trong vụ án đều hình thành trong giai đoạn điều tra trái thẩm quyền tội phạm theo quy định Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì hậu quả thiệt hại là yếu tố quyết định cấu thành tội phạm này, có dấu hiệu khởi tố trước tìm chứng cứ sau. Sau đó luật sư đề nghị tuyên bị cáo Nhân không phạm tội.
Sau khi Viện Kiểm sát có thêm nhiều giải đáp cho các luật sư, Hội đồng xét xử xử lý thông báo sẽ nhận định ghi nhận tất cả các ý kiến và tiến hành nghị án. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2024. Mới đây, Công an huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ 19 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do bênh bạn gái, một nam thanh niên đã bực tức mang hung khí, rủ thêm nhiều đối tượng khác đi truy tìm đối thủ. Cụ thể, Nguyễn Danh Tê sinh năm 2008 có mâu thuẫn với Lê Tiến C, cùng ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, do bạn gái của Tê bị C trêu. Tối ngày 6 tháng 8, sau khi rủ 6 người khác đi uống nước tại quán trà chanh chém gió, Tê và nhóm bạn cùng nói chuyện về việc bạn gái Tê bị trêu. Sau đó cả nhóm thống nhất, tối ngày 7 tháng 8 sẽ giải quyết vụ việc. Đến khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 8, nhóm Tê đã sử dụng nhiều xe máy mang theo hung khí là dao và tuyếp sắt gắn dao diễu phố trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Khi biết nhóm Lê Tiến C đang có mặt tại quán trà sữa, nhóm của Tê phi xe đến, đứng chửi bới thách thức, gây gổ với nhóm của C. Lúc này, tổ tuần tra công an huyện Ứng Hòa đã phát hiện, thấy cảnh sát, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, 19 đối tượng đã bị công an huyện Ứng Hòa vây bắt để đưa về trụ sở. Được biết, những thiếu niên bị bắt đều chưa đủ tuổi thành niên, cư trú ở nhiều xã khác nhau của huyện Ứng Hòa. Liên quan đến sự việc thợ thuê mẫu chụp ảnh phản cảm ở Bình Dương gây xôn xao dư luận, mới đây, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và huyện Bảo Bàng đã có báo cáo kết quả quá trình làm việc với thợ chụp ảnh. Theo đó, người thợ chụp ảnh là ông NTT, 47 tuổi. Ông T tường trình với cơ quan chức năng đã thuê một người làm mẫu ảnh chụp phản cảm với mức thù lao 1,5 triệu đồng trên 2 giờ chụp ảnh. Mục đích của nhóm là chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su để sưu tầm. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, ông T cùng một số người bạn đi theo phụ trợ chụp ảnh. Trong đó có người nước ngoài đã về nước đi xe ô tô đến Bình Dương để tìm khung cảnh chụp trong vườn cao su. Sau khi chụp ảnh trong vườn cao su, nhóm của ông T bước ra xe để về. Lúc này ông T thấy con đường vắng lặng với hàng cây thẳng tắp. Sẵn máy ảnh, ông bảo người con gái, tức người mẫu, đứng vào vị trí bìa vườn cao su, đoạn đường Mỹ Phước, Tân Vạn, thuộc xã Lai Hưng, huyện Bào Bàng, sát hàng cây sao trên vỉa hè, chụp thêm vài tấm ảnh gợi cảm. Ngoài ra ông T còn cung cấp thông tin rằng, sau khi chụp bộ ảnh mẫu trong vườn cao su thì có đăng ảnh trên trang Facebook cá nhân vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, nhưng không có đăng những bức ảnh chụp ở bìa vườn cao su như trong clip đăng trên mạng xã hội. Bài viết đã được ông T chỉnh sửa quyền riêng tư. Về sự việc này, các cơ quan chức năng Bình Dương để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, các cơ quan chức năng của Bình Dương tiến hành xác minh một số clip hình ảnh phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm chụp ảnh cô gái phản cảm trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, gây xôn xao dư luận. Sau khi báo chí đăng tải, ông T là người chụp hình đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để đến tường trình làm rõ. Về vụ việc Huấn Hoa Hồng kêu cứu vì mua lại xe SH gắn biển 99999, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết các phòng chuyên môn của Công an tỉnh Bắc Cạn đang vào cuộc điều tra, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm sau vụ việc. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc lùm xùm mua bán chiếc SH biển kiểm soát 97B199999. Hiện Công an tỉnh Bắc Cạn đang giao các phòng nghiệp vụ vào cuộc kiểm tra, làm rõ các thông tin liên quan đến việc kê khai nộp thuế trong vụ mua bán chiếc xe trên. Quan điểm của Công an tỉnh Bắc Cạn là sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 2024, anh Bùi Xuân Huấn, hay còn gọi là Huấn Hòa Hồng, người mua xe SH biển kiểm soát 97B199999, đến nhờ ông Ngô Thành Quý, sinh năm 1975, trú tại tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, thực hiện thủ tục mua bán xe, thu hồi biển số xe để gắn vào một phương tiện khác theo yêu cầu của người mua xe. Ban đầu, ông Ngô Thành Quý đồng ý, các bên đã thực hiện các thủ tục thu hồi biển số xe tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn. Tuy nhiên, sau khi biển số ngũ quý 9 trên được thu hồi, thay vì gắn vào xe của khách hàng theo thỏa thuận ban đầu, ông Ngô Thành Quý đã gắn vào xe mô tô nhãn hiệu Dream của mình để sử dụng, dẫn đến những tranh chấp lùm xùm trong những ngày qua. Điều đáng nói, trong hợp đồng mua bán xe có công chứng chỉ ghi giá mua bán xe là 30 triệu đồng, trong khi các bên đều khẳng định trên thực tế đã chuyển khoản và nhận gần 500 triệu đồng. Những ngày qua, vụ TikToker tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng thu hút được lượng lớn người xem. Liên quan đến vụ việc, nữ TikToker khẳng định chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình.
Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục xác minh thông tin một nữ TikToker tố bệnh nhân bệnh viện ca cơ sở 2 ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì phải chi 200.000 đồng mỗi lần xạ trị. Cùng với đó, cơ quan này cũng trích xuất camera lấy lời khai của những người liên quan sau khi nhận đơn tố cáo của nữ TikToker là chị DTT, trú tại xã Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, với nội dung bị bảo vệ của bệnh viện ca cơ sở 2 tấn công khiến chị bị chấn thương xương mắc chân trái. Nói về clip lan truyền trên mạng những ngày qua, chị T cho biết ngày 17 tháng 8 có đến bệnh viện ca cơ sở 2 phát 100 lá phiếu đến tay bệnh nhân đang điều trị, mỗi lá phiếu tương đương số tiền 100.000 đồng. Sau đó, chị bị bảo vệ can ngăn, lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra tranh cãi xô xát. Chị T cho hay, hôm đó chị đến bệnh viện một mình, bảo vệ xông vào túm tóc, giật đồ kéo chị ra đường. Có một người chị nghi ngờ là bảo vệ bệnh viện nhưng mặc áo trắng xông vào, tấn công chị khiến chị chấn thương. Thế vậy, nhiều bệnh nhân đứng ra can ngăn. Theo chị T, sau sự việc trên, phía bệnh viện cũng như người gây ra thương tích chưa có bất kỳ động thái nào. Ngày 20 tháng 8, Công an đã tiến hành lấy lời khai trước thông tin phát ngôn chưa có căn cứ về việc phản ánh tại bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng. Chị T cho biết bản thân làm từ thiện nhiều lần ở cổng viện, từng nghe bệnh nhân phản ánh. Người phụ nữ này cũng khẳng định chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình. Nếu bệnh viện cho rằng thông tin chia sẻ là vu khống, bôi nhọ hình ảnh bệnh viện ca và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế, Công an vào cuộc xác minh làm rõ. Chị T cho biết hiện cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ. Người phụ nữ này cũng cho biết bản thân từng có 3 người thân bị ung thư. Chị cũng đã rơi vào cảnh chầu trực hàng tiếng đồng hồ để xin từng bữa ăn từ thiện ở cổng bệnh viện ca trong suốt 6 năm. Theo chị T, công việc của chị là dạy bơi ở một trung tâm. Bản thân chị thường xuyên dành một phần tiền kiếm được để chuẩn bị khoảng 300 suất ăn sáng với các món ăn như ngô, khoai, hoa quả, cháo, chè sen phát cho bệnh nhân tại khu vực gần cổng bệnh viện. Từ cuối tháng 3 đến nay, ngày nào chị cũng đến bệnh viện ca cơ sở 2 để phát suất ăn. Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip chồng tấn công vợ dã man vì ăn hết cá không chừa phần mình, gây phẫn nộ dư luận. Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn xác nhận video lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại huyện. Công an huyện đã mời ông C, tức người chồng, lên làm việc. Theo đó, chiều ngày 20 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 5 phút về việc một người đàn ông tấn công phụ nữ dã man. Trong video, người phụ nữ bị tấn công từ ngoài sân vào trong nhà. Liên tục bị tấn công, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài đường thì bị người đàn ông đuổi theo kéo vào sân và tiếp tục tấn công. Mặc cho người phụ nữ van xin, nhưng người đàn ông vẫn không tha và tiếp tục ra tay. Hàng xóm nghe thấy tiếng người vợ la hét đã chạy đến nhà. Lúc này người đàn ông bỏ đi. Người chồng sau đó quay trở vào nhà, kéo cửa cổng và đuổi hàng xóm. Hét vào mặt vợ và nói bước vô nhà ngủ. Nhưng khi thấy người chồng rút cây gậy, người vợ hốt hoảng bỏ chạy. Người chồng tiếp tục la hét đuổi theo. Ngoài video lan truyền còn có thêm nội dung. Ngày 16 tháng 8 ở đảo Lý Sơn, vợ ăn hết một con cá mắt đỏ, không để phần mà người chồng tấn công vợ dã man dù vợ đã quỳ lạy van xin. Dưới phần bình luận, ai nấy cũng tỏ thái độ bất bình trước hành vi vô nhân tính của người chồng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.